Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với ban tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay. Đoạn video cho biết hình ảnh thấy miệng núi lửa và những mảnh vỡ sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Kính thưa quý vị, một đoạn video do Reuters và các bức ảnh của Reuters đã thu được cho thấy các mảnh vỡ, miệng núi lửa và các tòa nhà đổ nát tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc của dải Gaza vào hôm thứ Ba, ngày 31 tháng 10, sau khi khu vực này hứng chịu một cuộc không kích của Israel. Người phát ngôn của quân đội Israel đã xác nhận vụ tấn công với CNN và cho biết là một chỉ huy cấp cao của Hamas đã có mặt trong khu vực. Các quan chức y tế của Palestine cũng cho biết là ít nhất 50 người đã bị thiệt mạng khi các cuộc không kích của Israel đánh vào trại tị nạn đông cư dân. Liên Hiệp Quốc và các quan chức viện trợ khác cũng cho biết người dân ở dải Gaza đang chìm trong thảm họa y tế công cộng, trong khi các bệnh viện đang phải vật lộn để điều trị những người thương vong do tuyết rơi khi nguồn điện đã cạn kiệt. Thưa quý vị, trong khi đó thì Mỹ gửi thêm 300 quân tới Trung Đông. Tòa Bạch Ốc đã cho biết hôm thứ Ba ngày 31 tháng 10, Hoa Kỳ đang gửi thêm 300 binh sĩ tới Trung Đông với trọng tâm là hỗ trợ trong các lĩnh vực như xử lý vật liệu nổ và thông tin liên lạc. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc đã nói, chuẩn tướng ông Patrice Ryder đã cho biết quân đội sẽ đến từ Hoa Kỳ nhưng mà sẽ không đến Israel. Ryder đã cho biết chúng nhằm mục đích hỗ trợ cho các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ của lực lượng Hoa Kỳ. Ông còn nói thêm, trong tháng này thì đã có 27 cuộc tấn công nhắm vào quân đội của Hoa Kỳ ở Iraq và Syria. Đặc phái viên về khí hậu Hoa Kỳ yêu cầu trách nhiệm công cộng từ các công ty nhiên liệu hóa thạch. Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết vào hôm thứ Ba ngày 31 tháng 10 rằng, các công ty nhiên liệu hóa thạch phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc cắt giảm lượng khí thải CO2 gây ra biến đổi khí hậu khi các nước chuẩn bị tranh luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc trong năm nay. Ngành dầu khí dự kiến sẽ là tâm điểm tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra vào từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 12 tháng 2 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là một nước sản xuất dầu mỏ lớn. Hàng chục quốc gia có một kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận đầu tiên trên thế giới nhằm loại bỏ dầu than, dầu và khí đốt phát thải CO2. Ông Kerry đã nói với Reuters rằng, trách nhiệm của các công ty nhiên liệu hóa thạch là phải chứng minh rằng họ có thể góp phần vào nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2. Và chủ tịch của COP28 cũng sắp tới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Sultan El Jaber, cũng đồng thời là người đứng đầu công ty dầu khí nhà nước ADNOC của đất nước, đã bảo vệ việc đưa ngành công nghiệp vào sự kiện này và đang yêu cầu các công ty dầu khí thực hiện cam kết cắt giảm CO2 ở đó. Quay sang phần tin từ Trung Quốc, tổ chức hội nghị công tác tài chính trung ương. Một hội nghị công tác tài chính trung ương đã được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Ba. Tại đó, ông Tập Cận Bình là tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có bài phát biểu quan trọng. Ông Tập đồng thời là chủ tịch Trung Quốc và là chủ tịch quân ủy trung ương đã phân tích tình hình trước sự phát triển chất lượng cao của khu vực tài chính và sắp xếp các công việc liên quan cho giai đoạn hiện tại và tương lai. Li Qian, Zhao Liqi, Wan Huning, Kai Weiding và tất cả đều là thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Trung Quốc gọi tắt là CPC đã tham dự cuộc họp và Li Qian đã sắp xếp cụ thể cho công tác tài chính. Và theo cuộc họp, Trung Quốc sẽ vẫn cam kết đi theo con đường phát triển tài chính đặc sắc Trung Quốc và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng Trung Quốc toàn diện thành một quốc gia hùng mạnh và đạt được mục tiêu trẻ hóa quốc gia thông qua hiện đại hóa Trung Quốc. Và tiếp theo là bản tin từ Việt Nam. Hãng hàng không Bamboo dừng bay quốc tế giữa lúc cựu chủ tịch là ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Bamboo Airways vừa chính thức thông báo dừng một loạt các đường bay quốc tế cùng lúc cựu chủ tịch và là người sáng lập của hãng hàng không tư nhân này đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công an đề nghị truy tố sau một năm rưỡi bị bắt giam.
Việc ngừng dịch vụ quốc tế diễn ra trong lúc hãng hàng không đã được tỷ phú Trịnh Văn Quyết thành lập vào năm 2017 đang tái cơ cấu với một sự thay đổi lãnh đạo nhiều lần trong vòng hơn một năm qua kể từ khi ông Quyết bị bắt giam vào hồi cuối tháng 3 năm ngoái. Trong thông báo điều chỉnh lịch khai thác đưa ra vào hôm ngày 26 tháng 10, Bamboo Airways nói rằng hãng tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế, trong đó bao gồm đi và đến các thành phố ở châu Âu như là Frankfurt ở Đức và London của Anh và các thành phố ở châu Á Thái Bình Dương như là Sydney và Melbourne ở Australia, Incheon ở Hàn Quốc, Narita ở Nhật Bản, Đài Bắc ở Đài Loan, Bangkok ở Thái Lan và Singapore. Và đây là bản tin cuối của tin tức tổng hợp, thưa quý vị. Hungary đăng cai Israel tổ chức vòng loại Euro vào năm 2024, gặp Thụy Sĩ và Romania. Hai trong số các trận đấu vòng loại Euro 2024 sắp tới của Israel sẽ diễn ra ở Hungary. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, gọi tắt là UEFA, đã công bố vào ngày thứ Ba, ngày 31 tháng 10. UEFA đã hoãn tất cả các trận đấu dự kiến vào ở nước này vào đầu tháng này do xung đột giữa Israel và Hamas. Sân Pancho Arena ở Felsen sẽ tổ chức trận đấu vòng loại nhóm 1 của Israel với Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 11 và trận đấu với Romania vào ngày 18 tháng 11. UEFA đã cho biết thêm các trận đấu sẽ diễn ra với khán giả Israel. Đội có 11 điểm sau 6 trận và đứng hàng thứ 3 trên bảng cũng sẽ đá sân khách Kosovo vào ngày 12 tháng 11. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng trong phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Phụ trách chương trình Xuân Quân Viên, Bảo Khanh và Lâm Hùng cũng không quên kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.